Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Ngày 2 tháng 3 năm 2020 thì chúng tôi lại tiếp tục làm clip giới thiệu tới tất cả quý vị khách hàng trên toàn quốc một mẫu sản phẩm nữa là một chiếc kệ tivi chất liệu bằng gỗ gụ của nước Lào. Đây là đơn đặt hàng của anh khách hàng ở Cầu Voi, Nam Định. Và thông số của chiếc kệ tivi này như sau. Chúng tôi cũng báo luôn. Chiều dài là 2m50. Chiều cao là 2m31. Chiều sâu là 50. Chiếc kệ tivi này chúng tôi còn đặt cho một tên gọi nữa là chiếc kệ tivi gỗ gụ 7 buồng, cánh đục kênh bong. Toàn bộ cánh là chúng tôi làm dài 4 phân. Đường đục kênh bong, moi móc. Và phần khung giữa của chiếc kệ là chúng tôi có làm khung kính chuyển mạng. Quý vị hãy xem kỹ đường nét mà chúng tôi đục lên đây. Những chú chim rất là có hồn. Và ngọn cây đã được chúng tôi đục kênh bong moi móc. Chúng tôi đang cho sản xuất một lô kệ tivi như này bằng chất liệu gỗ hương đá và sẽ ra mắt quý vị trong những thời gian ngắn nhất. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Thì quý vị có thể theo dõi được hết những sản phẩm mới mà chúng tôi đưa lên. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật nhanh nhất. Phổ thông là chúng tôi làm chiếc kệ tivi này là 2m37. Nhưng vì phòng khách của anh rất là rộng và anh đã đặt tivi là 55 inch nên chúng tôi làm buồng giữa để kê tivi nó sẽ rộng hơn. Buồng giữa là giờ chúng tôi làm dài 1m20. Và chiều dài tổng thể của chiếc kệ là 2m50. Chúng ta cùng đi sang buồng bên lệch phải đây. Cũng được chúng tôi đục chạm bằng tay. Thủ công 100%. Không can thiệp đục máy CNC. Anh cũng xem rất nhiều những video về chiếc kệ tivi gỗ gụ lệch trái lệch phải mà chúng tôi đưa lên rồi. Thì anh đã quyết định đặt cơ sở một chiếc kệ tivi mẫu lệch phải như này để kê vào đúng không gian phòng khách của nhà anh. Chúng tôi đang giới thiệu tới phần ngăn kéo đây. Quý vị hãy xem kỹ nhé. Hiện nay trên thị trường rất nhiều cơ sở đã làm nhái hàng của cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh để làm giảm giá của thị trường. Chúng tôi liên tục ra mẫu mới thì các cơ sở không thể bắt theo kịp được vì chúng tôi đổi mẫu liên tục. Quý vị xem video, quý vị nào mà ưng mẫu thì có thể gửi qua Zalo 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý vị. Quý vị hãy gọi vào hai số 0986 883349 thì chúng tôi có thể tư vấn trực tiếp 24 trên 24. Chúng ta cùng nhìn tổng thể lại một lần nữa chiếc kệ tivi gỗ gụ dài 2m50 và cao 2m31, sâu 50 đây. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo mà chúng tôi đưa lên.